ri dê nha. Ăn bánh đồng hả anh mày với em? Cà ri dê á, ăn bánh đồng hay ăn bánh mì? Con ăn bánh, con ăn với bánh đồng hay bánh mì hả mèo? Đây, đây, đây cà ri nè em. Cà ri nói gì nè? Cà ri như vậy hả? Cà ri này là mình ăn bánh đồng nè, nói gì nè. Còn em muốn ăn bánh mì thì chấm cái đó. Cho em bánh đồng nha. Của em bánh đồng, bánh đồng ngon chứ. Không, hủ tiếu khô đi. Cháo cá em ơi. Xì dầu không ạ? Hát xì dầu.
thơm quá, nghe mùi thơm mùi tỏi mà. Rồi. Giá ở đây rất là ngon sạch nha. Giá ở đây giá nhà chồng em. Giá nhà nào? Đây là 130 nha, 127. Cái đó là bấm trước đi luôn cái đồng hồ. Còn mình thêm lòng với thêm thịt mặn vô luôn đó là 40.000 luôn. Đó vậy là 40.000, quá rẻ luôn. Quá chừng. Nhiều lắm, nhiều sườn, ba cục sườn với lòng với thịt mặn. Sườn với này súp. Đồng là có những cái gì vậy? Lòng có lấy chén, cả heo, chả với trứng cút thịt mặn. Lấy giùm chén, lấy giùm chén. Ngon quá ha. Ở đây còn hai phần bánh mì nha. Rồi tới đây có đi. Một hủ tiếu luôn. Đừng tiêu hành luôn anh. Về bữa nay hết sớm. Bữa nay chế hết rồi, dê rồi đó. Hôm nay thứ bảy là hết sớm. Em vô là phần bữa nay hôm nay thứ bảy rồi, chị bán hết có rồi đó. 8 giờ thôi đó à. Chiều chị bán thêm một ca nữa 4 giờ chiều. À 4 giờ chiều chị bán tới 9:45. Sáng là từ mấy giờ? Sáng là từ 6:15 chị bán tới 10 giờ nghỉ. Rồi bưng này qua cho khách số 2 nè cưng ơi. Bánh mì, bánh mì. Cái này là giọng dê. Bao nhiêu? Cái nào em? Máng, để chế chế tính cho, để chế tính cho. Dân cầm mà mau kêu nhau bằng chế hả? Dạ dạ. Còn một cái các chị là khách hay ăn ở đây ha? Hay ăn ở đây, ăn bình thường lắm. Thấy hương vị ở đây sao chị? Ngon. Dạ. Quá ngon. Món này là cả trẻ em cũng có thể ăn được, không quá cay. Ngon không con? Đây là cháo bằm chả
còn cháo quảng. Cháo quảng là trong đó có thịt bằm, chả, trứng, gan heo, cặt heo là cháo quảng. Cháo quảng, cái từ quảng đó mình... Quảng Đông đó chị. À, Quảng Đông. Quảng Đông. Quảng Đông. Quảng Đông. Cháo số 6 dùm. Mình cắt nhuyễn cho bé ăn đó chị. Cái bé ăn là mình phải cắt nhỏ, nhưng ba dặm là mình làm cho vừa ấy luôn. Cắt đầu dặm sao là nấu còn vừa ấy luôn. Còn đây là các nguyên liệu của cháo quảng. Cháo quảng đúng rồi, thịt bằm, chả, trứng, gan heo. Cháo sò cắt nhuyễn của anh bàn số 4. Số 2. Cháo quảng.